Theo phản ánh của người dân lao động trong tiểu khu công nghiệp Lê Minh Xuân cho biết, nhiều năm qua, họ thường xuyên phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt về mùi khí thải đen xì, khét lẹt vô cùng độc hại cho quá trình nhuộm xế vải của công ty sản xuất thương mại Gia Hội gây nên. Ngày nào cũng vậy, khí thải độc hại của công ty Gia Hội khét lẹt theo hướng gió thổi trực tiếp vào phía nhà máy, nơi các công nhân kế bên làm việc, khiến mọi người thường xuyên phải đóng kín cửa, ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất lao động và sức khỏe. Mùi khói bám vào quần áo người rất hôi, rất khó chịu. Ngoài ra, công ty Gia Hội còn lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường của tiểu khu công nghiệp để sản phẩm, thùng hóa chất và các dụng cụ khác, nhưng ban quản lý khu công nghiệp dường như thờ ơ, không đoái hoài tới. Có mặt tại đây, chúng tôi mới thấu hiểu được những phản ánh của người dân nơi đây là có cơ sở. Theo ghi nhận, vào hồi 11:30 ngày 20 tháng 12 năm 2018, tại đường Trần Đại Nghĩa rẽ vào khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân tại đường số 9, nhưng lại khói đen kịt, mùi khét lẹt của công ty Gia Hội thải ra. Tại đây, nhiên liệu để vận hành lò hơi chủ yếu là vỏ hạt điều, gỗ và vải vụn, được người vận hành lò liên tục cho vào đốt khiến mùi khét lẹt bay tỏa cuốn theo chiều gió. Những ống khói liên tục xả thải cuồn cuộn ra môi trường phủ kín một vùng. Mặc dù đã gần 12 giờ trưa, nhưng đi sâu vào phía trong, công nhân vẫn đang sản xuất nhộn nhịp, mùi hóa chất bốc ra nồng nặc. Tại đây, công nhân không được trang bị bảo hộ lao động. Theo công nhân vận hành lò đốt cho biết, công ty chúng em hoạt động liên tục không nghỉ trưa. Tại sao một doanh nghiệp chuyên về dệt nhuộm nhiều năm hoạt động gây ô nhiễm môi trường nhưng không bị các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc thanh kiểm tra xử lý? Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu chế xuất và doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đến đâu trong vấn đề này? Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong những bài tiếp theo.